Xin chào các bạn, hôm nay là Lý Rohe. Tuấn Tức chúng tôi xin giới thiệu các bạn một cái mẫu bồn cầu treo tường của Rohe, mang cái mã hiệu của cái bồn cầu này là 3924-4000. Đây là dòng bồn cầu âm tường của thương hiệu Rohe. Thì khi các bạn mua bồn cầu âm tường thì các bạn phải mua thêm cả cái két nước và cái nút nhấn. Thì cái nút nhấn, cái két nước của Rohe thì nó có rất là nhiều mẫu. Như cái mẫu mà đang được trưng bày ở đây thì nó có cái mã hiệu của cái két nước là 3864-3001. Và cái bồn cầu treo tường mà 3924-4000 này là một cái dòng bồn cầu treo tường theo thiết kế dạng hình 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 chữ nhật. Và cái bồn cầu này thì nó có cái kích thước chiều dài của cái bồn cầu này nó cũng rất tương đối là ngắn, là nó dài 56,5 cm, và cái chiều rộng của cái bồn cầu này á, là nó có cái chiều rộng là 37 cm. Và cái dòng bồn cầu treo tường này á, thì nó được thiết kế với cái nắp, dạng cái nắp bồn cầu là dạng hình vuông. Còn cái đối với cái dòng nút nhấn của cái bồn cầu này thì nó các bạn sẽ phải mua rời cái nút nhấn đó. Và cái bồn cầu âm tường thì các bạn lưu ý là nếu mà để lắp đặt từ những dòng bồn cầu âm tường thì chúng ta phải yêu cầu có cái độ dày của tường là dày 20 cm thì mới có thể lắp được. Còn đối với dòng bồn cầu treo tường này thì nó là của dạng phân khúc cao cấp của thương hiệu Rohe, và hiện tại thì đang được bán tại đại lý Rohe Tuấn Đức. Nếu các bạn nào quan tâm đến sản phẩm bồn cầu treo tường Rohe này thì có thể liên hệ vào số điện thoại hotline hoặc là truy cập vào website tdm.vn thật hại trực tuyến. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và xin hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.